hòa chung khúc hát quê hương khởi nhà. Tiến sĩ Nguyễn Nhá, hiện giờ đó là chủ nhiệm cái câu lạc bộ âm nhạc dân tộc Tứ Xác Ba Miền của Trung tâm Văn hóa Chí Minh.
Rất cảm ơn ban tổ chức và cũng như là ban giám khảo toàn quý vị cho chúng tôi đã được cái vinh dự dự cái liên hoan rất đặc biệt ngày hôm nay. Một lần nữa, Bữa Phương chúng tôi đừng cho vô anh. Cảm ơn chào tất cả quý vị. Một đứa cái hoa hái bỏ không bỏ bỏ một đứa hoa bỏ. Mới làm nên đồng lộc
lòng tưởng nhớ xin chia đều khắp như cỏ trong thung như nắng trên đồi hoa cỏ mây khâu nặng ông quân kia ơi các em tuổi quàng khăn đỏ bên bia mộ xếp hàng nghiêm trang quá thương đặt gì lắm phải không thì hãy quay về tìm cây non trồng lên đôi trò voi và bao vùng đất trồng các anh chị nằm con khát bóng cây tre 27 năm qua chúng tôi không thêm một tuổi nào ba lần chuyển chỗ năm lại trở về Đồng Lộc thương chúng tôi các bạn ơi đừng khóc về bọn chăm cho lúa được mùa hơn bữa ăn cuối cùng cười mười chị em không có gạo nắm mì luộc chia nhau rồi vác cuốc ra đường cần gì ư cần gì ư lời ai hỏi trong chiều tất cả chưa có chồng và chưa ngỏ lời yêu ngày bom vùi tóc tai bệt đất nằm xuống mồ rồi mãi đầu chưa ngồi được thỉnh cầu đất cằn cõi nghĩa trang cho mọc dày vài cây bồ kết hương chia đều trong hư ảo hỏi cho nên cái cây bồ kết nên được sau đó mấy ngày là cây bồ kết nên được mọc lên và hiện nay cái cây bồ kết này là chưa đến mùa thì trái rất là nhiều mà khi trái rụng xuống đấy thì mọi người cũng gom nhặt để thank you.
Trả giá cho môn thiếu môi trường, môi trường.
môi trường hồn thiên đất nước, nhân dân như sống trong đau khổ, thì rõ ràng là những cái gây ra là những bài học cho dân tộc. Một người đi sau mình cứ đạt đến cái bài học đó là mình chỉ được chết thôi. Hay đi ngọc bay về đến ngày này. Có cái ống khói này, biết đây này, ống khói này. Đây, ống khói là, đây là ống khói là bên tối, bên ngày nhá. Bên đêm thì 5-6 ống như thế này. Điện nó xả, nhiệt điện nó chạy xả cái lắm. Xả điện kinh khủng lắm. Nên nó cho dân làm ở trước này là vì nó che lắm cái sự sống sáng của nó. Và đường hầm của nó bây giờ ra tầng sáng rồi, chứ không phải đây đâu. Họ bảo là nó phải độc hai cái khói này ra là khoảng cách 20 cây số kìa. Rồi máy ra nó rơi xuống. Cá chết là phải là do cái khí độc này. Không, cá chết là vì do tiếng ồn. Đau đầu nó chết luôn. Giải thích vậy cho nhanh gọn. Trời ơi, quốc hội mà giải thích vậy. Giờ lấy tiền hay là lấy cá? Cần tiền hay cần cá vậy thôi. Cái thằng này đâu nói đúng. Cá nó chết vì cái cá này đấy đâu. Thế phải chọn cá. Cá chết là vì tao tiếng ồn. Những cái ông khói đứng chơi những đêm nay đêm đến là bắt đầu xả khói. Tao cái bìa mày muốn sống là ăn cá hay là mày chết là ăn cá? Chọn tiền hay chọn cá? Chọn cá. Nó sắp là cá. Nó từ sản xuất điện nó luôn nó hệ thống cái đường đấy, cái đường loạt mình. Như vậy nó 6-7 cái ống khói, cái chục cái ống khói mà đêm bắt đầu là nó đấy giờ nó chơi chừng cái những cái ống khói nhỏ nó cho lên như vậy. Mấy cái ống có những cái ghê quá hả? Không, những cái ống mà vuông vuông á, mình nhìn cái vuông vuông ấy là tối nó xả cái ghế, những cái vuông vuông to ấy, hình vuông ấy là tối nó xả cái ghế. Bọn em đi từ 1-2 giờ sáng nó xả cái ghế. Chứ cái vùng cuốn đấy á, là người xa mới lớn được. Còn xa này, đó, nhà máy nhiệt điện của nó mà chỉ có phục vụ như trong nhà nó thôi. Đó, cái tường rào nó ra này, đấy thì giả sử nhưng mà mình có chiến tranh gì là nó chạy ở đường 1 đến nó chần mình lên xong. Bởi vì trong đó là những mặt nước của nó bất khả xâm phạm trong 97 năm. Nó 70 năm. Bất dây về. Nó có liên quan đến mình đó mà không biết. Đi chứ vũ khí ra đây, vậy chứ đâu. Có gì là nó ra đường rồi nó chẳng mấy vật lạc này, các bạn vô cái cổng không có xa là biết hệ thống hình thì đóng hết đấy. Buồn lắm, buồn lắm này, mỏi mà mỏi tết chín như thế đấy. Tiền ngọc kim cư thì sang Canada ở rồi ấy, cho con cháu là hưởng thôi. Đấy cái quăng của nó đấy, cái quăng nấu ra quăng đấy, quăng thẹp đấy, phôi thẹp đấy, quăng đấy, nó nấu ra phôi thẹp đấy. Nấu có được cái đất gì đâu mà nấu? Nó sắt, nó đưa sắt về nó đây chứ, ra cái cảng Sương Trương nó nấu xong nó luyện sắt ra nó đưa tàu nó chờ về nó. Sai của nó bỏ rồi. Nó làm một cái cảng Sương Trương hơn cái cảng của bạn của mình mà. Làm cảng Sương Trương cái đó. Nó lấy của mình cái bao biển với 30 cây số. Tức là anh muốn đi dọc bờ biển, anh phải đi ra ngoài pháo sổ không có đi vào. Cái hình nó lên này 30 cái bất khỏi xâm phạm của nó luôn. Bất khỏi xâm phạm. Nó lắm càng riêng của nó mà càng. Đây 20 cái sổ đây này. Nhìn đây mới thấy rõ này. Đấy. Con chó vô cổng ấy. Rồi cổng vô là đâu công trình á, chỗ đẹp. Ờ, là công trình. Đấy công phu. Không có, cũng có. Vào trong phải có thẻ, phải có quẹt đấy. Không, cái này là trong tỉnh ấy, xin được. Nếu mà xin được. Đấy, là công phu ấy. Nó cho mình vào mà cảnh sát của nó lúc nào bắt theo mình, dẫn mình đi, mình được đi lột xuống đâu. Nói chung là gái trong này lấy Trung Quốc nhiều lắm, Trung Quốc với Đài Loan hơi nhiều. Giờ nó không cho ra ngoài, nó ăn ở trong, ở chung với người Trung Quốc mà. Nó có cho ra đâu. Ngày xưa là không hề có một cái bảng hiệu chữ Việt Nam, toàn bộ Trung Quốc lập đây đấy.
Đấy, trong cái thì dù mà đánh nhau không có sao, bắt đầu mới bắt giờ hết. Đấy, thỉnh thoảng nó có tiếng nó tiếng, làm một trong nó bạt cực tiếng rồi thì sàn nó nghỉ đóng có hết mà. Không có cho ra ngoài. Ngày xưa đây là không hề có cái bảng hiệu của tiếng Việt Nam. Khúc lồ đó, nó có hề. Đất ngày xưa khi mà nó cho mới mở cửa thì cho buôn bán ở đất đây phải biển một bao nhiêu tiền, nhưng bây giờ khoảng 200-300 triệu mà mua, bởi vì ông khói xài như vậy thì ai dám về đây mà ở. Cái chỉ cái nhà nó không có cách nào, không biết ở đâu nữa thôi. Đây khách sạn thì chưa cái xây về. Đây công trình có phòng bao xa đây? Đây công trình này. Bao đóng mấy xéo nó quay ra luôn. Cái kéo nhau ngoài từ nhà nào mình không nói về cái tôn giáo gì, chính nhờ cái tôn giáo nó cũng có cái điều đó. Nó cũng tính đâu. Mày đi có sao? Này này. Đúng rồi. Đúng rồi. Không có xa đấy, không có xa này. Ai xuống chụp người tắm cái đó. Ôi, chụp là cái gì? Ôi, quay ra chụp cái quảng cáo cho đau lòng hả? Chụp cái quảng cáo cho nó. Đấy, các bạn thấy là hàng ngàn hecta này chứ, mấy ngàn hecta chứ biết đâu. Đấy, giờ mình ra đây quay ra thôi, nó cho bao. Mấy chục cái số. Bao đọc kia là có thẻ, sẽ có thẻ người có thẻ. Có người việc mà làm đó không? Đó, hả? Mình đang nghỉ ở đây là mình cũng lại hít cái đấy. Mình đang hít đấy. Thank you.
mẹ đã có thai kể từ khi mẹ đã có thai âm dương nhị khí. Nào ai biết gì ở trong lòng luôn những sầu bi ruột gan chua xót. Mỗi khi bơi đầy sang tới hai ân thì có nơi mẹ chịu mấy chày. Sang đến hai ân thì có nơi mẹ chịu bấy chày. Kêu mang 9 tháng 10 ngày khai sinh kể từ vách đất đành. Nắng mưa đùm mọc sách lành luôn những chờ che. Thì lúc ra đời con ơi cất tiếng ve ve. Cất tiếng ve ve chúc mong mẹ những về hôm mai sang tới ba ân thì có nơi ngọn gió hát nhiều. Thân gầy giữa cạn mẹ chất chiêu mỏi mòn dài dầu bù mơ nuôi con. Sang đến bốn ân thì có nơi vui mớm cho con. Con bốn năm đi mẹ kế chợ khốn đi về kể từ hát gạo đồng quê nào mưa tầm tào sách lành luôn những chợ che. Đến năm ân thì có nơi đầm ấm chiếu sáng. Năm ni ân sang đến năm ân thì có nơi đầm ấm chiêu chăn cho ướt mẹ nằm cho mát mẹ nâng con. Mẹ tính từng ngày mong cho con lớn con khôn âu no mây đổ mỏi mòn. Hôm mai sang đến sáu ân thì có nơi mẹ kể canh dài. Tì đi đi đàn 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 đàn. Sang đến sáu ân thì có nơi mẹ kể canh dài. Khi con chốc lỡ đèn xài luộng những ủ ê bốn phương mưa gió não nề. Thuốc thang thời bú mông bụng bề thời âu lo. Sang tới bảy ân thì có nơi mẹ kể canh dài. Tập lẫy tập bò sang đến bảy ân thì con ơi tập lẫy tập bò. Đầu răng quay lấy khúc hủ sông hồ giả héo con thơ. Chăm chút không rời sang đến tám ân thì con ơi chăm chút không rời. Lửa tình theo tính dậy lên người đoan trang. Chín ân thì con ơi cách sổ ta sàng. Sang tới chín ân thì có nơi cách sổ ra sàng. Học văn, học lễ chim bàng vàng. Sành son mẹ lo bề gia thất cho con. Gia thất cho con mẹ lo bề gia thất cho con. Nên vần nên vợ vẹn cho lứa đôi. Mẹ ân mẹ kể canh dài. Mười ân ni mẹ đã kể sạch rồi. Con ơi hãy nhớ nhớ người sinh con sống dài biển rộng cô đi bánh gì cảm ơn các anh chị. Mẹ em chắc thành phúc lắm đấy. Dạ. Ngâm bài thơ tặng bà. Chị bảo anh ấy ngâm thơ tặng mẹ. Chị tặng tặng như bài thơ với mẹ là mẹ. Chị mặt kiều mà thơ. Dạ. Dạ. Mẹ như. Dạ. Mẹ có được không? Cảm ơn. Thơ lần vai mẹ gánh thác đi. Thơ trong mẹ vội sân thi. Trong veo mắt mẹ hàng mi
Thân gầy mẹ gánh thơ cùng thơ xeo bóng mẹ vạt lưng thơ đàn mẹ vã thơ cứ mênh mang nơi ru hương cỏ nắng vàng mẹ ơi vành môi mẹ với thơ cười nếp nhắn vách mà điểm thời thơ mắt chiều đau đau mẹ nhìn trong khơi canh nhàn mẹ tìm thơ tóc chiều chìm nắng mười mưa áo tơi giòn nát thơ đưa cánh diều bước chân đi dịu dặn điều rưng rưng ngắm mẹ mặt chiều đậm cho con hôn lên mảnh đất nơi mẹ đã sinh ra con cho con hôn lên sỏi đá lối về cha bước sớm hôm chồng tre cha nam ngày cũ giữa hè nắng cháy thịt ra quạt mó rổ danh con ngủ rủ con bên khóm tre quê hương lời ru của mẹ mặt môi muối của cha suốt đời ngược xuôi khắp ngả quên sao được dạy té ngả em thì từ trước giờ lại ít khi ngâm thơ được bên thơ mẹ, nhưng hôm nay có các chị các anh về thì những lần trước thì cứ về một mình côi cụt rất rất buồn thì cũng sáng tác thơ, nhưng mà thơ của em thì lại không mang tính chất văn học như các chị. Thơ em thì nó mộc mạc với tâm hồn em. Đợt trước em về thì em có cùng bài thơ là cùng thương mẹ nhớ mẹ, cho nên khi mà sanh cháu đầu lòng được 4 tháng thì mẹ bao là mẹ cười phấn khởi, mà lúc nọ thì vợ chồng cho nhưng mẹ ơi hôm nay con ngâm bài thơ mà từ trước tới giờ con gây về cuối cùng một mình, nhưng lần này con về thì có chồng con ở đây cho nên con về rất là ấm cúng và có các bạn thì có mọi người con ngâm bài thơ. Những lúc mà mưa gió ngoài ngồi buồn thì con làm mẹ ngồi buồn nhớ mẹ vô cùng ngắm nhìn di ảnh bụi người mẹ ơi đồng sen con bé Hà Phương mẹ cùng em Nguyệt cười mừng vui vợ chồng con
ôm tông teo nhớ về ngày ấy. Những ai ơn tình nghĩa trả ân tình, mẹ ơi con nhớ những lời mẹ khuyên. Trời mưa ngắm cảnh vườn nhà chạnh lòng tưởng tượng tuổi già của con. Về quê hơn 100 ngày, nắng hè khốc liệt thương người quê ta. Về quê hơn 100 ngày, nắng hè khốc liệt thương người quê ta. Con xin hết mẹ ơi, đi trưa rồi mẹ. Lẽ ra rất cả gì đấy cũng đấng có rất nhiều cảm xúc, nhưng mà để cho chúng con ra dùng bữa rồi, rồi các chị sẽ thể hiện cái tình cảm với quê hương ta mẹ nha. Chị ơi, chị ơi. Đau đau đớn cô buồn bao nhiêu khó nhọc mẹ con cứu mà. Mẹ giờ nơi con đang chờ trong mẹ, có biết con buồn với mẹ nhiều lắm con. Mẹ hiền yêu ơi, tấu trăng cho nỗi ngâm người xa cha mất mẹ. Đâu còn có rất muốn thương, ôi không ai thương xót cho mình, không ai chia sẻ bóng thân. Một mình một bóng đơn côi, có ai biết được tôi cần tình thương, có ai biết được tôi cần mẹ yêu. Mẹ bỏ ra đi lúc con bé nhỏ, bao tháng năm dài chưa được biết mẹ là ai. Mẹ yêu ơi, thấu chăng cho nỗi ngâm người xa cha mất mẹ, đâu còn có gì buồn thương. Rồi, rất ngay. Mời xin mời anh. Cái bài anh sáng tác anh là hát hay nữa, không khác ai chịu nổi. Chúc mừng. Cảnh của em của chị Loan. Rồi, không ngờ em chị Loan mà là có một người. Đây. Rồi, xin chào. Rồi. Quá tuyệt vời. Bây giờ xin anh nói về cái cảm tưởng sân khấu vừa rồi thế nào? Anh nói đi. Là sân khấu vừa rồi thì tôi thì có nếp một buổi. Vâng. Tôi thấy là sân khấu đang là rất đẹp. Vâng. Và rất mang tính nghệ thuật. Tuy nhiên tôi có một cái băn khoăn. Vâng. Là trên sân khấu toàn là chữ Nho, không còn từ Việt Nam. Vâng. Giả như ở phía trên công an có một dòng chữ là liên hoan ca trù toàn cấp năm 2018, thì tôi cảm thấy cái liên hoan lần này nó trọn vẹn hơn. Wow, rất hay, ý kiến rất là hay. Quay cái đũa tay. Wow, rất là hay. Và tôi mong là Việt Nam nên để ý cái đó. Dạ. Đó, không có thể mất nữa. Tôi nói thật. Không có
xuyên suốt chương trình diễn này, xuyên suốt là mẹ trái nó xuống nhỏ đúng rồi, đúng thầy, và tối về về tối quý vị lắm, mình làm nghệ thuật không phải. Lái xe đó ông nói là ca trù nhưng mà là đề ca thù. Chỉnh lại đó. Thì có đây gốc Hà Tĩnh đúng. Chiều Anh đây là người gốc Hà Tĩnh, rất chân quê và người rất nhiều mộc mạc của tỉnh quê hương các thứ đúng không? Có quân dấu làm hiệu phó nhé. Có ba lý trọng chứ. Trưa nay thì em mời vẫn ngồi này là các trẻ máy nhạc. Các trẻ máy nhạc. Vô trường này, vô trường. Vô trường, vô trường. Dùng thanh chết em đi. Rồi, xin cảm ơn nhé. Bây giờ là tôi muốn gặp cô giáo Trần Thị Lam là sao đây? Rồi, Trần Thị Lam.
được che trăm thấp mơ toàn thì chờ không đi là vì mùa trời xanh quen rồi mà không đánh ghen cao thơm lần giờ được đen đấy thì nhất mình cũng phục vụ con gì chồng không cái nó là sẵn không cái ca là sẵn cái này nha cái này nó là sẩm tiêu nhưng mà cái này là nó đấy con ví dụ như cái sẩm mắc cũng thấy nhất nó phải có một cái mùi một cái hô đó nè này này vì sáng trăng che nửa hơn che một gian nhà nhỏ đi về có nhau tặng tặng tình này ta ta tặng 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 nghe vì chồng mới phải cháy máu vì chồng tôi phải đầu hào cũng mà chồng tôi thì đó nồng say ở đâu ở phải ở nơi chén đường ấm ở vang ở nơi phù kỳ rau ở sáng ở tựa chiêm bao ở mộng ở vì tựa tím năm ở mộng ở vì đơn giản thế thôi đi đến đây có cái đến đây thì ở lại đây chừng nào để xem tay mình về hai con nha có một cái đặc sắc con lên bây giờ mình buồn buồn lên chứ nửa về nửa muốn nửa đấy mà về thì nhớ bạn lại đây dễ thương vô cùng cái nhìn thấy nhìn thấy ai đành lòng về thế ở đằng xa bảo là ở lại hoài luôn này ngoài Hà Nội nhưng ngoài Hồ Gươm mày ông cụ khó cho mình mày có vị dâm đây ông khỏe không chứ cây xanh thì lạ cũng xanh mà tiếng nó như thế thì củ hành vẫn tươi là cười ông đấy chúng ta cho ta chúng nồi chúng bát sụt thì ta chúng quạt mà rẻ thì ta chúng khăn cho trụ thuộc chúng một khăn cho tiếng đồn chúng thì ta chịu mà tiếng ai đồn ta chịu đấy không cần gì phải nhạc không cần gì phải nhạc cho nên tựa màn thuyền thì còn hơn 9 tháng thì nằm trong thuyền trai nay chấp phần em con gái liều hai cho đừng có tham thanh cho chuồng là đừng có tham hạ ni phụ hai chứ đừng có tham cây ô lúc xoàn vất vai chớ quân tây cộng rộng dài chớ áo cánh lùa ra bài chớ cụ nhiều vần mười ngoài chớ về đền tiệt riêng hai chớ ngóng trong chung mà không có lọ chớ ngõ vô nọ ngõ khoai chớ ôm thì ôm bụng thở dài mù cũng ôm bụng thở dài anh đây đi ngõ cổ cổ cùng ngài chớ không có lúc xoàn vặc vai chớ nọ quân tây cộng rồng dài chớ về đền tiệt diện hai chớ ngóng trong chung răng đây lọ ngõ vô vần có khoai chớ phần em con gái liều nộp cha mô sống lâu được ngỡ mai cho nó mê mô cái tóc thì ở đây thì anh nói với mình xấu tổ kia chân lấy trưởng đi một ngày rồi về đêm tiệc nà riêng hai chớ ôm vô súng một đòi đồ mù vô lấy một bụng khoai chớ nấu lên một nồi hai chớ nhắc ra trừa cửa nhà ngoài chớ ôm tới ngôi trúc củi quả tai chớ mùi từng ngôi trò hò xẻo khoai chớ hai ôm bùn tại ngôi nhà chớ sướng bằng năm ô lục xoàn chớ sướng bằng mười ô lục xoàn này em nghĩ cũng lâu cũng kỳ rồi
tốt xấu gì rồi em cũng lấy một ngày để rồi về thừa tiết này diễn hai cho ông vô xúc một đòi đồ mặc mù vô lấy một mùng khoai cho nấu lên một nạc nồi hai cho nhắc ra thừa vừa nhà ngoài chứ ốm thì ngồi tụt tùy à quả tái chứ mù thì ngồi trò hò xeo khoai chứ hai ông mù ta mỗi ngày chứ sướng bằng năm ô lục xoàn à sướng bằng mươi ô lục xoàn à sướng bằng năm ô lục xoàn à sướng bằng mươi ô lục nhà nàng cửa sổ sóng loáng anh muốn ghé lưng cô chịu đần chiều đón hoan cho nàng là bên đây này chỉ cơm ăn hai bát một bát ăn bát đề đùa em xó hai đôi một đôi đứng đôi nằm ví dụ thấy mẹ còn đập 90-100 đập rồi em đứng ngơ dậy mà em nhất tâm theo chàng nếu mà từng giữ em bị đập đó uống nước cùng em nghe lời bàn hẹn đã đứng mơ sông cái bài thì thầy bài người không thầy tướng trù thung gặp bàn tướng tri mấy lâu đi xa lòng cách ngờ mặt thì mấy bữa ni em cũng chỗ chàng người ơi chứ mấy lâu điều bạc đau đông tự nhiên thiên lý ngộ tương phung là đây bây giờ rong lại gặp mấy nhớ tay tao ở đó đây phung ở đó ơi là bạn tình ơi xem xa hồ thì xem khô hồ mà liều xa đau thì liều ngần đau ngơ em xa như bến xa bờ như thủy kiều xa kim mơ trọng khi nó biết niềm mơ mà hồn người ơi thiếp gặp chàng như lan gặp mơ châu chàng gặp thiệp như hạt đầu lưng ở quý em dành chàng hai chữ nơi mua rau sáng anh chở mồ thì giàu có lắm quý em vẫn ở chờ người ơi ngọc trong sảnh với vang mưa anh hùng chỉ đời một người thuyền quyên trân châu đà đàng nhân duyên đôi ta kịp nơ thì thiên niên vạn ở đời ơi là bạn tình ơi ngọc nhìn lâu sẽ tìm thấy vết mà hoa để gần sẽ hết mùi hương xa nhau thì nhung nhớ mơ màng gần nhau rồi sẽ khi phù phang nó biệt mô rồi được thế thôi bây giờ là Hà Tĩnh hát rồi bây giờ chuyển sang Sài Gòn cho Hà Tĩnh nghe Sài Gòn nhớ kìa đây anh ơi cho Hà Tĩnh thưởng cho chúng mình
ở cái trọng của anh ấy đây. Anh ơi, điều có nhân viên là đúng là tôi nghe chị hát là tôi thấy là quá là tuyệt vời. Sở trường của tôi với của chị Thanh Nhàn đấy là chủ yếu là chồng văn. Ôi tôi thích lắm. Thế thôi. Cái này tôi món này tôi thích nhất. Văn họ hát trẻ. Vâng. Cũng được một vài các làn điệu. Hôm giờ cái này hai người tôi sẽ hát cái bài chồng văn. Đó là một cái bài sáng thượng. Bài sáng thượng là tiên thánh thượng hạ. Còn là theo một cái làn điệu sáng thượng trong chồng văn thế thôi. Đấy thì là hợp lý. Hoàng thánh đấy. Dạ vâng hoàng thánh đấy. Để hai người hát bài. Vâng. Lát cái bài chứng chất. Đấy, ở Sài Gòn xuống. Yeah.
đó. Để cao cao đi. Mới đầu năm đó miệng nhai không 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 lời khỏi khỏi nhát như muốn không phải bần đần ngồi buồn nhớ mẹ à ta xưa bần đần hương về hương đến không anh không thôn nhang đi ngút khói nhang bần đần bản thân nhớ mẹ ta xưa khói nhang nghi ngút không phải khói nhang nghi ngút đường lên miết ở bàn khói nhang nghi nấm náp cho tàn xăm xăm bóng mẹ trần gian mẹ ta không có yếm ni đào nón mê thay nón ni quay thao đội đầu rối ren tay tí tay bầu rối ren tay bí tay bầu rối ren tay bí tay bầu phải nhuộm nề buồn nề áo nhuộm nề bóng nề mưa bãi sòi họ xin khác thế nào chúa bốn mùa xung khác đào chúa công tai mẹ hát gió đưa về trời ta đi chọn tiếp đi con về còn ý nhớ ý
ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa mẹ ngồi buồn nhớ mẹ sáng sầm miệng ngay cơm bóng lưỡi lừa cá nghi xương tròn Bye.
gia cắt gia bao nợ, ruột cắt ruột sao đành. Chim kêu dưới suối, vườn hú trên cành, chứ hoa không bỏ bầu, chứ hoa không bỏ bầu, sao bầu đành bỏ qua. Ti ti à tờ là tờ phố tương, bảo kiếm sắc phong lên đàn, vào ra luôn trong tình bàn. Năm canh đôi lần lời hẹn được vừa xong, anh lên đường đánh đi. Nay về trong đêm xanh mộng, gương mặt tình yêu nên em chẳng hình ra, mong anh đi lại. Chung thủy trắng năm em nói lời chung thủy, em say khách trăng giờ để quên đời. Chín nay chẳng còn bay, đã bao năm muốn qua đời gì cho xót nỗi hạnh lúc thôi, hãy để anh đi khuất mây trời xa thẳm. Nếu như năm 2022 em có mổ hàng tiền để hạt được anh ấy, em ung thư đây, ung thư vú à, thuốc này đã tai ngày họ riêng mà chị ấy là chị rồi các bạn, chị rồi bây giờ là cắt cắt anh nhà ơi, đang nói thì bệnh tật đừng quay ơi. Khuyên ta cứ vui cười để đời tươi mãi cái màu tươi, nghĩ mà lòng những đầy mai miệng rõ thật tuổi thanh. Cái đời nó tuổi thanh vân không có gì phải tuổi, thế thôi. Ca chỉ mấy năm rồi? Ca này là 2012, ca này là 2014. Tôi cứ tưởng đời tôi rơi xuống dốc viền trả về tóc nỏ có sợi mơ. Nói thì thế mà giờ vẫn chả sao phải đánh. Thế quên đâu, đừng bao giờ nghĩ là mình cả các nghệ sĩ đi thi mình cứ như thế thôi, mình là dân nghề sĩ. Năm thơ vui thôi, dạ, năm vui, năm cái nhạc vui, năm vui. Có nhiều bài nhé, có những bài rất hay, biển của đời tôi. Tình yêu là cái biển gì mà đời tôi chẳng một khi yên bình. Những đêm biển sáng lung linh, thân tôi phiêu dạt một mình cô đơn. Những ngày trời lặng biển yên, thân tôi chìm nghiệp chiếc thuyền vỡ con. Biển ơi, viên ngọc thoi vàng thì tìm ngập dưới hàng ngàn sâu. Còn loài rêu rắc lau nhau, sống trên mặt biển sáng màu.
Giang, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Nghệ An, Quảng Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ và thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, Liên hoan ca trù toàn quốc năm 2018 đã thành công tốt đẹp. Tại liên hoan lần này, ban tổ chức và các câu lạc bộ, đoàn ca trù